Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính trình chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính đến cố đức ông, cố đức bà và các vị hy sinh cho con đường đạo đức với cái nhiệm vụ là chân lý của Đức Thầy và tu được liễu đạo. Kính thưa chú vị đồng đạo kính mến. Chúng ta hôm nay được nhân duyên hội ngộ trong cái bầu không khí của đạo đức. Nhưng mà nói về cái sâu xa hơn là những lời vàng son châu ngọc của Đức Thầy. Từ khi chúng ta được cái nhân duyên Đức Thầy lâm phàm từ năm 1919 là tạm mượn con Đức Ông, Đức Bà và sinh năm Kỷ Mùi vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Và năm đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Thầy khi mà Ngài lâm phàm thì cũng phải qua những sự vận chuyển của tất cả những cái bề trên cũng như dân lệnh của Đức Cực Hoàng Thượng Đế và của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, Đức Phật A Di Đà và Vua Minh Dương cũng như Đức Quan Thế Âm. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy chúng ta đó là từ bên Ấn Độ mà Ngài đã tu đắc đạo là thời kỳ ngay từ lúc Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ đã thành đạo ngay lúc đó. Và Ngài đã hoàn toàn đắc đạo được ngày cõi Tây Phương Bến á. Qua nên cảnh Tây Phương Bến là Ngài học đạo hoàn toàn. Hôm nay Thầy trở lại lâm phàm một lần chót nữa là cuối cùng của đời Hạ Quân Mạt Pháp. Vào năm 1939 thì Đức Thầy khai mối đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cái đêm mà 17 rạng sáng 18, cái đêm khai đạo thì Đức Thầy khai chỉ mời có năm vị thôi. Một đó là Đức Ông, Đức Bà, hai là Bút Bút, ba là Cổ Đông Biên. Thì Đức Thầy khai mối đạo Phật giáo Hòa Hảo vào đêm 17 sáng 18. Sáng 18 đó là năm 1939, tức như là vào tháng 5. Thì Đức Thầy đã khai kinh trong đó là 18 thứ tiếng. Theo Đức Bà kể lại thì là Đức Thầy nói 18 thứ tiếng ở nước ngoài và sau cùng là kinh của Việt Nam. Là nói chung đó là Đức Thầy có chàng một cái khăn khăn trắng ở trên cái cổ thì Đức Thầy chậm theo bà Đức Bà kể lại là ướt cái cả khăn. Nên trong cái việc lời nói của Thầy, Thầy dạy bảo hôm nay thì Đức Thầy chỉ biết là vào sát trần đó nước mắt chứa chan mà khắp lê thứ nghe lời thì ít, chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt cho nên dân dạy chẳng nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mai chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Đức Thầy ra đời dạy bảo hôm nay thì Đức Thầy không nói dông dài mà Thầy nói trong cái thực tế. Thực tế là những cái gì mà chúng ta gờ đụng và chúng ta thấy trước mắt để rồi chúng ta giác ngộ tu hành. Chứ ngày xưa thì Đức Phật Ngài nói trong cái bao la rộng lớn để cho những cái người mà thiện căn thiện trí trong pháp hội của nhà Phật ngày xưa thì Đức Phật chỉ nói một thời kinh thôi thì người ta đã đắc có là tứ quả thánh hàng hà cái số rồi. Và khi đến với Phật với tổ là chỉ xin quy một lần một thôi. Sau khi kinh Hiền Ngu nói là khi mà vào pháp hội đó nghe một bài pháp rồi và đến với Phật mà xin quy y đó thì Phật chứng nhận là Ngài chính là Thiện Lai Thủy Khu, thì trong mình nó là trở thành áo cà sa và tự nhiên tóc rụng trơn, mà quy lần một thôi chứ không được lần thứ hai. Còn cái thời kỳ của Hạ Quan Mật Pháp này thì chúng sanh phước mỏng nghiệp gì, nghiệp dày, là người tâm trí tối đen đời lắm ma dương theo phái rối, là chúng ta phải sáng quy y chiều quy y, sáng quy y chiều quy y. Là trong cái ba ngôi thờ quý báu của người cái sĩ tại gia đó, học Phật tu nhân đền đáp tứ đại trầm ăn đó, là tại vì đó là chúng ta đó là làm nó khó làm lắm, nên sáng nó là phải nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền Phật đạo để đừng phạm giới, rồi từ cái lời nói cho đến cái hành động tới việc làm phải đi vào một cái con đường chánh đạo mà các ngài đã dập sẵn cho chúng ta. Và chiều gần đi ngủ cũng vậy, để rồi chúng ta nó là cầu nguyện, rồi chúng ta tin tưởng Phật pháp. Trong cái đêm đó chúng ta không có suy nghĩ gì bung lung mà chỉ yên tĩnh tâm vắng lặng để niệm Phật
Trong cái hàng ngày mà nếu chúng ta quân tập như vậy đó thì nói chung ra sẽ quen cái tư tưởng chúng ta, nó không vào a lợi do thức. Còn nếu mà trong cái việc mà chúng ta đó là suy nghĩ bông lung và suy nghĩ việc đời, suy nghĩ giàu có, thì nó dần dần nó lâu ngày như thế thì nó sẽ đi vào a lợi do thức. Thì khi mà tử thần đến thì thần trí hôn mê rất triều mến cõi đời của nhà con vợ, thì nó sẽ đi vào một luân hồi thống khổ nữa. Nên cái người quyết định mà đi theo con đường đạo Phật đó, con người hoàn toàn là phải buông xả, phải tập lần hoài, xem cảnh đời này rất nhẹ, và thân thể chúng ta là giả tạm, rồi đây phải trả về cho tứ đại, không thể nào mà bền chắc mãi thế gì thời gian. Vì lẽ đó mà trong cái việc đời thì chúng ta hôm nay được may duyên là sống trong cái thời kỳ buổi hạ nguyên mật pháp, được Đức Thầy Ngài lâm phàm từ năm 1939 để quá độ chúng ta, nên gọi là dắt sanh chúng lìa nơi sông mê khổ. Cõi trần thế biết bao điều ái ố hơn, cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Nên cái cuộc đời chúng ta gọi là cuộc đời dắt chim bao, là cái sự sống bấp bênh như ngàn cân treo sợi tóc. Sống ngày nay thì chúng ta không bảo đảm được ngày mai, một giờ trước thì chúng ta chưa bảo đảm được một giờ sau, và hơi thở khi mà thở ra rồi không lấy lại cũng là không được, cũng là không tồn tại. Rồi thở hít vô mà không thở ra được thì cũng là theo định luật vô thường. Nên chúng ta giờ nào giác ngộ được quý giờ nào thì mừng giờ nấy, chứ không có đợi là cái ngày mai ngày mốt rồi trớn. Biết đâu tử thần đó là đến rồi chúng ta đâu còn hẹn được. Nên trong cái cuộc đời chúng ta là có một cái sự đó là tin tưởng Phật pháp và tu hành, mà Đức Thầy cho biết đó là để ma bệnh thôi hờ bén gót, và thằng chết kia ôm hót bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng gìn cốt xưa. Chúng ta giàu học thức cỡ nào, dầu chúng ta đó là thông minh cỡ nào, mà chúng ta không tin tưởng Phật pháp thì chúng ta phải đi vào cõi chết. Ông Sĩ Đạt Ta ở trong cái đền vàng địa ngọc, cái hầu người hạ, nhưng mà trong khi Ngài thấy rằng là sanh lão bệnh tử, Ngài mới xuất gia tầm đạo, nên gọi là Đức Thích Ca sửa lầu đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Nếu có tiền mà mua được quả vị Phật thì ông Sĩ Đạt Ta không xuất gia làm gì đâu, nên Ngài mới bỏ đền vàng địa ngọc và đi tìm cái chân lý mà đạo lý hiến cho trần thế. Hôm nay chúng ta được may duyên nữa là gặp Đức Thầy, là hiệu lão sĩ ra đời thực tế mà đem lời vàng dạy dỗ chúng trần. Nghĩa là đây là một cái thực tế mà Đức Thầy đó là chẳng nỡ ngồi nó có gì được hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi chứng chốn hồng trần để chịu cảnh chia khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương bất cách tánh tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền để chuyển lập hội long qua, chọn như đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Ở cảnh đời này chúng ta sinh ra rồi lớn lên rồi bệnh rồi đau rồi già rồi chết. Mà cái định luật từ xưa đến nay thì không thể nào ai tránh khỏi những điều này, ai cũng phải đi vào định luật đó hết. Nên Đức Thầy mới giác ngộ chúng ta bằng những câu sống giảng để chúng ta giác ngộ tu hành như thế này đây. Chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thấy, mau thức tỉnh tu thân kéo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đã lâm chung quả lành đâu mắt cội Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hờ chừng qua đến e tròn khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh rạng phụng hành, kéo phụ Phật xương
lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông thiền giác rước đưa sanh chúng. Vậy thì bây giờ đó là sông thiền giác và rước đưa sanh chúng. Đây là cái giác thiền chỉ dục tâm mà đức thầy đã dạy đạo hôm nay, là cuộc trải qua nó như mây gió cuốn. Việc đời mình trải qua cũng như dặn mây nó bay. Đó là nói chung ra nó hộ lộ lên thì gió nó cuốn qua là mắt, cuốn qua là mắt. Mà cuộc đời chúng ta là sống ông Phật cũng giác ngộ vậy đó. Gọi là việc trải qua như mây gió cuốn, mà nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Bây giờ cái cuộc đời này là quý vị thấy coi như thôi đưa chưa? Nó róc rét là khi mà ngày qua tháng lại rồi nó thay đổi không giờ không phút. Giờ nào cũng được thay đổi hết, giờ nào cũng bị thay đổi hết. Không bao giờ đứng vị trí. Thay tiếc gì xưa đây mình trẻ, đợi giờ mình già, mình thấy những người mà lụm cụm đi ngoài đường đó, là mình không muốn nó là già như vậy. Thế rồi cũng phải già cả vậy đó. Rồi mình không thấy mấy người đau, mình cũng không muốn đau. Thế rồi chúng ta cũng phải bị đau. Rồi thấy những người chết, chúng ta không thấy những cái mình không muốn chết. Thế rồi cũng chết. Biết bao nhiêu những người mà chúng ta thấy trước mắt chúng ta là khi già rồi bệnh rồi đau rồi chết. Thì cái đó đặc lực tự nhiên từ xưa đến nay là không ai thế nào mà tránh khỏi những con đường đó. Nên đức thầy chúng ta mới giác ngộ rằng là rồi một lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước, nhiều phương thuốc sao ngăn trước mà cũng không thoát lực từng quần. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Thì giờ đó chúng ta không thể nào tránh tử thần khỏi, bởi vì vô thường đã định rồi. Thầy cho biết rằng là khi nhắm mắt thì hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường chắc xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Hay là trốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Ngã ngang cái cớp rồi, ngã ngang cái cớp rồi. Nên cái cuộc đời chúng ta không có tính gì là lâu dài, mà phải tính hiện tại là chúng ta phải tu, rồi phải hành, phải giữ giới, để mới tránh khỏi những cái ngày mà đau khổ nhân loại sắp đến. Thứ hai nữa là cái tình nghĩa gia đình, là cái tình nghĩa sum họp trong gia đình. Rồi đây là phải chia tay vĩnh biệt, ngàn thu vĩnh biệt, chứ không thể nào mà còn tồn tại mãi trên trong cái thời gian. Nên trong cái việc mà Đức Thầy cho biết là cái đoạn thứ 6, mà cái đoạn biệt ly đó, là trong cái bát khổ đó, Đức Thầy cho biết á, đoạn thứ 6 biệt ly cay đắng, người bình thường bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đều đắm căn duyên. Vậy thì bây giờ trong cái nợ gia đình là đeo, đeo rồi đắm. Mà quý vị nên hiểu rằng là đắm là chìm. Nên chúng ta suy nghĩ rằng là khi chúng ta tạo nghiệp gia đình thì gọi là duyên trần cấu kết mà quan khiên báo đền. Sở dĩ mà mình kết với nhau trong cái việc chồng vợ, rồi quan khiên, quan khiên là trong cái nhiều đời nhiều kiếp thiếu nợ nhau, có khi vợ trả cho chồng, khi chồng trả cho vợ, rồi quan khiên báo đền, có khi con đó mình tạo cho nó đó, có lúc thì mấy đứa nó có hiếu nó đền, nó lo làm ăn có tiền có bạc, nó đưa cho cha mẹ báo hiếu cho mẹ nó là đền. Còn cái đứa thì nó báo, nó không có làm mà ở không mình ăn chơi, rồi nó báo là của cải, rồi nói nó không nghe xe là rồi nó là ấp hiện, rồi xì ke ma tí gì đó cũng phải chịu thôi, chứ cũng ta không thể nào mà gầy la nó được. Tại vì cái xã hội bây giờ đó là cái xã hội đi vào cái việc trị lạc quan đường trà đình tủ điếm, nên hàng ngày tất cả con cái chúng ta là bị hấp thụ theo cái khoa học, theo cái trường đời. Thì trong cái lời dạy bảo của trong gia đình và kinh giảng thì nó chịu nghe, mà hàng ngày thì nó nghe những tiếng ca tiếng hát, rồi đó khoa học, rồi cái chuyện tiến bộ của nhân loại, rồi những cái việc ăn chơi xa xí, chứ còn nó không có nghĩa đến cái Phật pháp là cái gì. Mà may duyên hôm nay được gặp pháp ra đời, là xưa nay cũng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây chúng ta được may duyên là sống trong cái thời kỳ này mà được đức thầy ngày lâm phàm là điều kiện quá quý báu rồi.
Xưa nay cũng có mấy khi Dương Trần có Phật dễ thì xuống đây. Ông Phật cũng Lâm Phàm tại đất nước Việt Nam. Và ông khai mở mối đạo này là mối đạo trơn trì của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ và Đức Phật A Di Đà từ cảnh Tây Phương ngày qua đây. Thế mà ngài dâng năm sắc lệnh: một là Đức Minh Dương, hai là Đức Ngọc Đế, ba là Quan Âm, bốn là Phật Thích Ca Mâu Ni, năm là Phật A Di Đà. Và 50 vị sắc lệnh này là trong cái việc đó là các ngài dạy đạo chúng ta trong thời kỳ buổi Hạ Nguyên Mật Tặng, là thời kỳ cùng cuối buổi Hạ Nguyên để chuyển sang cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Mà cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức đó là có người phải hoàn toàn có trung, có hiếu, có những pháp môn tịnh độ, có những cái công hạnh là làm đi cho các ngài y như các ngài thì chúng ta mới thành cái chánh quả, cái đẳng chánh giác được. Thành thử ra trong cái bài quy thầy mới chỉ chúng ta là quy đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta mới từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh điều gì chánh đáng thì khá nhân lời. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta muốn theo con đường đạo Phật, muốn thành Phật thì đó là bịch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về của Phật lập thân cổ trần. Ông Phật có thể nói chung ông tu ông đắc đạo là bỏ đền vàng điện ngọc, phải tu theo bắt chánh đạo rồi trừ thập ác, thì cái người này đó là hành tứ vô lượng tâm, thì cái người này sẽ được về nơi cái cõi chánh đẳng chánh giác là cõi Phật. Qua phần thứ hai, nếu chúng ta muốn tu thành tiên thì mỗi người muốn tu thành tiên đó theo lời chỉ dạy của Đức Thầy cho biết đó, là phước nhiều tiên cảnh lên dài. Cái người mà vừa tu tập hàng ngày giữa phước huệ trong tu, không phải là phước không, mà phải lo tu tập hàng ngày, rồi có tiền đó là bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sớm hối, có thể yên vui nơi đó là miền cực lạc, lánh sự giả tạm nơi cõi trần này. Một là chúng ta lo công phu hành đạo, thứ hai là chúng ta làm phước để gieo nhân duyên. Mà miễn mà phước nhiều tiên cảnh lên dài mà còn không lập phước được và không tu tỉnh được thì tội nhiều xa đọa nhiều ngày thấm thê. Còn muốn được vị thành thánh thì Dương Trần Bắc Nhiễm là người thánh. Ông cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, danh lợi ông không màng, không nhiễm món gì hết trơn, và được vào một cái vị thánh là ở nơi Hải Dương. Tất nhiên là ông mới là cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi bây giờ nó muốn gì được vị thần thì chúng ta đó là phải trung và hiếu. Bây giờ quý vị thấy cái vị thần không phải là dễ. Ông Nguyễn Trung Trực, thời gian mà ngài ở Tân An đó là một cái dân chài lưới, là lúc bây giờ ngài mới 30-31 tuổi thôi. Thế mà Pháp nó vô nó đau hộ đất nước Việt Nam chúng ta tràn ngập hết rồi. Rồi ngài đó là mới ra cái binh là nuôi cái binh gia nghị để rồi chống lại cái Pháp. Thế mà những chiến công vinh liệt của ngài là đốt cái tàu ấp răng cái sùm sông Dược Tảo đó, là Pháp nó ăn trên tàu là một số đông lính của Pháp rất là đông. Nhưng mà ngài giả ra cái chiếc thuyền đám cưới đó thì Pháp nó thấy cái nữ sắc đó nó cũng khoái. Thử ra khi mà cặp cái bến cái ghe mà vô cái tàu của thằng Pháp đó, nó mà mời lên trên tàu thì mới đầu đó là đưa mấy người nữ lên thì nó lo nó mê chọc. Thì sau khi cuối cùng đó là Đức Nguyễn mới leo lên thì giết Pháp và đốt luôn cái tàu Áp Răng, gọi là Quả Hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khắp mũi thần, là một cái chiến công. Thứ hai là khi ngài đó là về ở nơi cái tỉnh Rạch Giá là Kiên Giang, thì lúc bấy giờ đó là cái đồn mà ở nơi cái Kiên Giang đó là ngày xưa thì không có đèn điện như thế này, thì ở trong cái đồn đó là tối thui thì có hàng gác cửa trước đó. Nhưng mà cái trận đó gọi là Đức Nguyễn đó, ngài mà lập ra cái binh trận là tất cả cái lính mà của Nguyễn đó đều ở trần hết, ngài mới tha mới bò hết và đi vào trong cái đồn của thằng Pháp đó, thì giết thằng Pháp rồi và vô trọng thì cái đồn tối thui đó là gờ mấy tay nào nhớ nhám thì cái dao là đâm, còn tay nào trơn trơn á thì chừa lại là phe mình, giết sạch sẽ cái đồn ở nơi Dịch Giá. Và cuối cùng đó là biết bao nhiêu những trận mà Pháp nó không khâu phục được Đức Nguyễn, nên cuối cùng đó là Pháp đó là nó mới tìm mọi cách, và khi lúc đó là nó bao dây đủ chuyện cho ngài mới vượt qua những cái biển để đi vào cái nơi cái Phú Quốc bây giờ đó gọi là Hòn Phú Quốc đó, ngài ở trên cái trần dầu. Lúc bây giờ là khi qua bển đó là binh sĩ đói đó, quý vị biết là cái cụ Nguyễn ngài phi thường lắm, cô Ba Đỏ mắc trong vòng dây đó mà ngài phi vô
ngày bồng cô Ba Đỏ là cô Ba Đỏ là phóng ra khỏi dòng dây, và khi ngài qua qua bên đó, cái cò mà đảo Phú Quốc đó, thì nói chung là bên sĩ đó đó là ngài nắm đuôi của châu rừng đó và vượt qua một cái suối, rồi ngài leo lên ngài bẻ cổ châu rừng để nuôi binh sĩ lúc bây giờ. Và ông Huỳnh Cánh Tấn là trong cái bộ đội ngũ, trong cái bộ đội ngũ của Đức Nguyễn đó, là mới muốn bắt cái cụ Nguyễn đó là phải bắt mẹ vì dân làng để rồi tra tấn và đài ải đó, thì cụ Nguyễn mới ra đầu hàng. Thì Pháp đó nghe lời của ông Huỳnh Cánh Tấn, khi bắt mẹ rồi dân làng rồi mới đài ải, thì nghĩa là cụ Nguyễn nghe cái hay cái tin đó rồi, thì bây giờ mẹ bị bắt rồi, giờ nào là dân làng bị đài ải nữa thì thôi giờ ngài ra để đầu hàng rồi để mà cứu mẹ với cứu dân làng. Thì khi mà ra đầu hàng rồi thì Pháp đó nó thôi giờ từ đây chấm lên đó là cụ Nguyễn đừng có chống Pháp nữa, thì sao giao một cái vùng này cho cụ Nguyễn để cai quản. Thì cụ Nguyễn mới trả lời với Pháp rằng là tôi chỉ lãnh một trách nhiệm một thôi. Thì Pháp hỏi chứ lãnh trách nhiệm gì? Tôi là lãnh trách nhiệm chém đầu tay thôi. Thì cuối cùng nó không khôi phục được ngài. Đến lúc bây giờ dân Trà Niên á, là khi mà Pháp nó đưa lên sự trảm ngài mà chém đầu đó, thì lúc bây giờ là dân Trà Niên người ta mới dệt chiếc chiếu đó là để trải gì để cho Đức Nguyễn đứng lên. Thì cụ Nguyễn là mới nói với thằng Pháp á, vừa nói với thằng Pháp nó mướn cái thằng Thổ đó chém đầu ngài này chém mới cho ngọt, nó không thì ngài bẻ cổ. Thì nói chung ra đó là khi mà mướn thằng Thổ chém cái đầu ngài đó là rớt cái đầu rồi, thì nói chung ở trên nó dưới này phóng chục máu lên, và khi rớt chục máu xuống là thành chữ Thọ, ngài mấy cái tay ngài mới chụp cái đầu gắn lại, thì liếc ở trước là Pháp chết, liếc bên này là Pháp chết, liếc bên này là Pháp chết. Thành thử ra đó là ngài đã được hiển thần, nên lúc đó mà hôm nay Đức Thầy đã đưa vào cái tâm bảo chúng ta là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Và còn gần đây nữa thì quý vị biết rằng là Đức Cố này là Quảng Cơ, nơi cái vùng Bãi Thưa này, Đức Cố có để mấy câu bất hủ là hai câu: thà thua xuống láng xuống bưng, nếu ra đầu giặc á thì lỗi chân quân thần. Đức Cố đã về cái vùng là Bãi Thưa này và lên cái vùng ở nơi chùa Nhà Láng ở trển, không biết bao nhiêu giặc Pháp đã bao giây mà cuối cùng nó cũng không khôi phục được ngài. Thì ông Sáu Phẩm cũng là trong cái đội ngũ của Đức Cố và cháu của bà Cố, thì lúc bây giờ ra mấy tố cáo với Pháp nữa. Thì đó là khi mà tố với Pháp rồi, lúc đó là khi mà Đức Cố đó là cái trận chiến sau cùng ở nơi cái Bãi Thưa đó, thì ngài đã cùng đường Pháp đã bao giây đâu, thì ngài cùng đường. Mà quý vị biết rằng là ngày xưa đó là những cái cây đó là Bãi Thưa và những gì chấp, thì ngài không còn đường lối thoát nữa, thì ngài mới ngước lên hỏi này nên chèo số thằng ta vì phật sự đất nước đã cùng đường rồi, nếu mà ngươi vì sứ mạng sau này đó ngươi hay sức là vậy về dọn đường cho binh sĩ đi. Thì nói chung ra đó là ông Nam Chè ông xuất hiện và dọn một đường để cho binh sĩ của Đức Cố và binh sĩ đi. Thì ông đi thẳng về cái vùng ở trên bể núi, thì lúc bây giờ là khi về tới đó rồi thì có ông cọp cổng này đi, cổng là tất cả những người đi, thì Đức Cố bây giờ đã tu liền ở trên cái cảnh Tà Lơn rồi. Thì Đức Thầy ngày xưa đó là có dẫn cái ông Đức Ông Đức Bà Đức Ông, cái thời gian mà khi Đức Thầy ra đời dạy đạo thì Đức Bà tin thôi chứ Đức Ông có tin. Thì lúc đó là cái chuyến đi non đó là Đức Thầy mới dẫn Đức Ông đi. Thì Đức Ông khi đi rồi đó thì Đức Thầy kêu dặn ông cả là phải đem bộ đồ lớn theo. Thì bộ đồ lớn là ở dài cả đống đó. Sau cái thầm đó mà thầy đều có đăng, nên đó là thầy che mảng che nhãn cái mắt của ba cái thằng Pháp không thể thấy được thầy được. Và khi mà đi lên cảnh Tà Lơn đó thì quý vị nó biết rằng là những bánh mì đó là thầy kêu ông cả cúng chỗ này chỗ kia cúng hết rồi đi, cuối cùng đó là Đức Ông thấm mệt. Thì khi mà đến một cái vị này đầu tiên là ngồi trên cái bàn thạch, thì Đức Thầy mới nói ông cả thôi bận đồ lớn vô đi, tới chỗ làm lễ rồi. Thì lúc bây giờ là ông cả mặc đồ lớn vô lên thì ông lợi làm lễ. Thì ông cả ông hỏi chứ này ông này là ông nào vậy thầy? Thầy nói biết đâu lại hỏi ông đó, hỏi ông ở đâu mà ngồi đây vậy? Nói tôi đó là Nguyễn Trung Trực, đình tôi giờ ở Dịch Giá đó, sau khi tôi làm bằng sự đất nước xong rồi tôi mới về tu luyện đây. Thì Đức Thầy kêu ông cả lại là Đức Nguyễn xong trơn rồi, rồi đi một hồi nữa thì cũng là gặp một bàn thạch đi răng nữa. Thì Đức Thầy kêu ông cả bằng đồ lớn nữa, thì ông cả nó làm lễ nữa. Thì
Ông cả hỏi chứ ông là ai? Nó tôi là Đức Cố Quảng, là Đức Quảng Cơ, là tôi bây giờ cái đền tôi ở tại chỗ nơi cái đình Sư Trung dưới này đó, ngay cận chiến sau cùng đó. Thì Đức Thầy nói là chỉ thầy chỉ lại Phật tổ thôi, rồi tất cả những Phật khác thầy miễn hết. Và khi mà Đức ông đối thấm mệt quá đó, thì nói chung ra đó là Đức Thầy mới quá ra cái cảnh ao sen. Đức ông vừa kể lại là cái lá nào bằng cái nông mà cái bông bằng cái nia vậy đó, là đứng chỉnh không bao giờ mà hàng hà cái số dòm thấy sen đó là lãi như vậy đó. Thì nói chung ra đó là Đức ông đó bụng quá, thì Đức Thầy kêu Đức ông hớp nước đó, thì tới ngày về ông không còn đổi nữa. Nên quý vị nên biết rằng là cái cảnh ao sen đó là ao sen báo mà Đức Thầy cho biết đó. Cành tay thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dường. Chỉ một kiếp tay phương hội hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Vì thì chỉ có một kiếp này thôi mà chúng ta được giảng sanh qua thế giới cực lạc, còn ít nhất là chúng ta phải làm dân hộ quốc. Nhưng mà đối muốn làm dân hộ quốc á, thì ghé điều kiện của thầy dạy chúng ta sau đây. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Vì thì Đức Thầy đã trở lại đất nước Việt Nam chúng ta là mở hội thánh. Mà hội thánh kỳ này chọn những người trung và hiếu. Mà chữ trung là gì quý vị? Trung là hết lòng. Có bây giờ lời dạy của thầy để chúng ta hết lòng chưa? Thầy dạy có đủ hay không? Tôi nghĩ rằng là Đức Thầy dạy chúng ta quá đầy đủ rồi. Đức Thầy cho biết là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Đức Thầy ra đời thời gian ấy chỉ có là 7 năm 10 tháng 7 ngày thầy vắng mặt rồi. Thế mà lúc bấy giờ thầy đã bị kìm kẹp đế quốc pháp 5 năm. Chỉ có 2 năm mấy thôi thầy được khuyến năm, mà sau lưng của thầy là trên 2 triệu tín đồ. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta nên nghĩ rằng là Đức Thầy giàu có ở đây, Đức Thầy chỉ dạy có bao nhiêu đó thôi chứ thầy không thêm nữa. Quá đầy đủ rồi. Nai điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Hay là xuôi tiền thanh đổ ra, cuộn cuộn tràn ruộng lòng, dèo giông mới nên kẻ tu hành chẳng có chi bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo, giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cành vô xanh lòng bão mà mê. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta thấy con đường này quá rõ rệt rồi, chân lý này quá tuyệt vời rồi. Nghĩa là xưa nay cũng có mấy khi dương trần của Phật dễ thị xuống đây, nên Đức Thầy cho biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lãnh đánh giữ. Thầy trở lại Việt Nam hôm nay là đem cái chân lý tuyệt vời của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, là ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu cái gì nữa mà chúng ta không tin lời Phật lời thầy, mà chúng ta đã nắm cục vàng trong tay rồi, mà chúng ta bỏ cục vàng mà chúng ta cầm cục đất thì do chúng ta thôi. Là tại vì đó là trong cái thời kỳ này mà để thầy biết là trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt mà không mua bởi mình. Hồi nào giờ không gặp Phật pháp là không tu là phải rồi, hôm nay gặp Phật pháp rồi. Nên gọi là gặp giếng sâu khó múc mà mau đầy. Hồi xưa giờ thì không gặp chánh pháp là nó đúng rồi đó. Là hôm nay gặp chánh pháp rồi. Mà chánh pháp kỳ này là chánh pháp đó là tuyệt vời. Chánh pháp là thầy đã dâng lệnh 2-3 sắc lệnh. Nào là Thích Ca Mâu Ni, rồi nào thầy Cảnh Tây Phương ngày qua đây. Nên Đức Thầy cho biết là sắc lệnh của Phật A Di Đà sau đây. Muốn tu tịnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà, truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo tàng truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu,
Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Vậy thì bây giờ trong dòng bệnh khổ là cái gì? Vừa qua rồi chúng ta thấy cái bệnh đó là lớp đau chết thể thôi, vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường, giật xuống diêm đình sổ sách kia tội phước đến nên phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Thì đến cái giờ đó nếu chúng ta ăn năn gì cũng đã muộn rồi, nên trong giờ này là chi cho bằng ta sớm lo toan dình với lực nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đóng mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Mà nếu chúng ta không tu rồi thì việc tu thân thiện tính hận hờ chừng quả đến e cho khó tránh. Bây giờ vừa qua rồi thì chết tuổi sanh rồi, mà nếu đã tuổi sanh rồi thì đi vào cái nơi cái phong thần đó quý vị. Ngày xưa đó là ông Nhân Hồi ông chết lúc có 31 tuổi thôi, mà ngay vào lúc này thì chúng ta thấy rằng từ khi mà từ năm 1939 Thật Cải Đạo đến nay đó, được cái sự sắc đó, lệnh của hoàng cho quản lại Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ Đức Quan Âm đó, là xin quản lại đó, thì quý vị thấy coi đó là Đức Thầy đã đời dạy đạo ngay lúc đó là để nhị thế chiến bùng nổ. Thì vào 1945 thì lúc đó là cái bệnh dịch này chết cũng hàng hà sa số, nạn đói miền Bắc đó là đói chết trên 2 triệu người. Thì bây giờ đó là chúng ta thấy rằng là trở lại cái năm Tân Sửu này lại xin chết tuổi sanh, mà tuổi sanh kỳ này đó là chết kỳ vừa qua rồi là trên 20.000 người, chết trên 20.000 người đất Việt Nam chúng ta, còn các nước khác là còn nhiều nữa. Nên trong cái thời kỳ này là thời kỳ đã đến vào phong thần rồi, nên thầy chỉ biết đây. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thừa thất quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng việc lập đời trở lại. Khắp lề thư biên vì thương hại dùng phép màu lập lại thượng ơn, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao ly. Vì trước mắt chúng ta đã thấy rồi, thấy là đời hạ nguân hay chết tuổi sanh rồi. Như thuở trước Nhan Hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đã có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế, thì xử những kẻ hung hăng tồi tệ thử như người trung nghĩa vẹn toàn. Nên vừa qua chúng ta thấy bệnh dịch đã tràn lan đã chết rồi, và kế đến đó là đường không có ai đi ngoài đường, và ai cũng là trong nhà rồi là nhà ai nấy ở, gọi là thưa thớt và quạnh hiu. Như vậy thì bây giờ đó đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước mà thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, thì bắt đầu vào giai đoạn này là vào cái giai đoạn là đời cùng còn chẳng mấy năm. Mà mấy năm nào chúng tôi sẽ phân tích thêm những cái thời gian mà Đức Thầy đã đời dạy đạo. Đức Thầy chúng ta ra đời dạy đạo thì năm 1939, thì chúng ta là hưởng cái mùa đại lễ 18 tháng 5 năm 1939, chúng ta là hưởng là cái mùa đại lễ là mèo gặp đại mèo. Và từ cái mèo này cho đến Tân Bảo 2011 đều là nằm của giáp nhỏ hết, là mẹo là thìn là tỵ là ngọ là mùi là thân là dậu là tức là hợi. Đức Thầy giáp mặt đó là năm Đinh Hợi 1147, ngày 25 tháng 2 nhưng năm 1147, thì năm 47 nó cộng với cái 12 năm và con giáp lớn thì đúng vào cái 2019. Từ 2019 trở về trước đó là các ngài còn nuôi dưỡng. Rồi từ cái năm 2020 mà cái tý gặp lại tý đó, tý tiêu diệt từ năm 36 lại gặp lại cái tý của 2020 là ngài tiêu diệt từ năm bính tý, lúc của thầy ra đời dạy đạo
thì Đức Thầy cho biết đó là thế này nè: đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tới tắc lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Và trở lại cái năm Canh Tí 2020, thầy nói thế này đây: thôi chào đời khép cửa buồn duyên, có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chúng cược. Và vào cái năm Canh Tí này, năm châu thế giới này và đang bị cái nạn đó là dịch cúm corona đã bó tay hết, và kể cả đất nước Việt Nam chúng ta, vào năm Canh Tí 2020 thêm cái tháng là Canh Thìn. Vào năm Canh Tí mà để thầy biết thế này nè: Canh Thìn bước tới hỡi dân ơi. Bắt đầu từ Canh Tí này, từng năm gọi là bước tới. Thế giới đau binh ruột rã rời, khốn nguy đa sự chào xuân mới, dân chúng hoàn cầu có thảnh thơi. Là vào năm Canh Tí là vào xuân mới, nên Đức Thầy chỉ biết là thôi chào đời khép cửa buồn duyên, có thiện căn sớm lại cửa thiền, mà câu niệm Phật chờ ngày chúng cuộc. Như vậy thì bây giờ đó là từ Canh Tí này trở về sau, gọi là năm canh luống dưỡng sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang, sầu chung tới các tiếng than, phù sinh kiếp có đoạn tràng thì thôi, bon bon chung dục mấy hồi rầm rầm sấm nổ trên đầu sau cả đời thượng môn thiên đức. Thì bây giờ đó là đủ châu là hết tháng châu, mà gặp cọp tất nhiên là vào cái năm tới đây là cái năm đó là Quý Mão, mà cọp cũng là mèo, cũng là cọp, mà cọp cũng là mèo, gọi là đuổi châu gặp cọp rằng 10 phần tắc 7 8 phần người ơi. Thì cơ với phú thần tiên giấc bút bởi cơ trời đời thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Vậy là thầy chỉ biết cho biết thêm đó: tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đổi đầu khó kiếm điện không. Vậy thì đang đối đầu hết rồi gì à? Chiến tranh thế giới này đang bắt tay vào một cái cuộc là đại tam thế chiến. Thì khi nào mà tiếng nổ cái rồi thì năm châu thế giới này là kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Rồi nào là ách trời nặng nước thần linh, người hung cứ mãi chống trình với ta. Bây giờ cơn bão đang vô khủng khiếp ở miền Trung chúng ta là đồng bào ruột thịt. Thế mà khi cơn bão vô rồi thì nhà cửa tan hoang, cuốn trôi không mùa màng, rồi thì nói chung đó là cũng bị đau khổ về cái nạn lạnh, nạn đói và nạn đau. Rồi nào là trong cái việc thời kỳ khi bệnh hoạn tới rồi thì chiến tranh này, năm châu thế giới này quý vị nghe kỹ coi, nó đã là về lâm lê với nhau sắp quýnh nhau hết trơn rồi, nên gọi là giặc dậy lăn xăng là giặc dậy đến nhau, tầm bậy đến nhau. Rồi đó là ở đâu đến đó, giận nghèo giận khó, giận khó giận nghèo, thay thác bá bèo, bá bèo người thác, đâu đâu tăng nát đâu đâu. Còn được thầy chúng ta khẳng định là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng lùng đùng, lẹt đẹt nổ lùng tung, lùng tung lúng túng dân ta túng, ngao ngán cho xưng lão bắt khùng. Vậy thì bây giờ đó là nào về xưng ấy là xưng gượng của buổi lạng ly khởi tâm sầu. Nên buổi trưa hôm nay thì chúng tôi trao đổi đề tài nãy giờ cũng gần cả tiếng hồ, 50 phút. Nên chúng tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật có linh đức thầy gia hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn hướng về Phật pháp và tu hành tinh tấn.